Xin nhiệt liệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị khán thính giả gần xa trong trường quay cũng như khán giả xem qua màn ảnh nhỏ đã trở lại với chương trình Ai là Tu Hú. Kính thưa quý vị, ở tập trước thì Thượng tọa Thích Chuyển Khoản đã vượt qua câu hỏi số 12 của chương trình Ai là Tu Hú và mang về số điểm thưởng lên đến 300 củ. Và chỉ cần vượt qua 3 câu hỏi nữa thôi thì người chơi Thích Chuyển Khoản sẽ trở thành người chơi đầu tiên vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình và có cơ hội đem về cho mình phần thưởng trị giá 500 củ. Xin mến chào Thượng tọa Thích Chuyển Khoản. Rất vui khi gặp lại Thượng tọa ở chương trình này. Thưa Thượng tọa, trong thời gian qua, những câu chuyện về một số thầy tu, một số ngôi chùa với những lời thuyết giảng ma mị mang màu sắc mê tín dị đoan, đi ngược lại giáo lý của nhà Phật. Có chùa còn tuyên truyền xá lợi Phật biết ngoại ngoại chuyển động, rồi thỉnh vong giải quan gia chế chủ, điển hình như chùa Ba Vàng. Thì Thượng tọa Thích Chuyển Khoản có nhận xét gì về thầy trò chùa Ba Vàng ạ? Xin chia sẻ cho khán giả được biết ý kiến của Thượng tọa. Từ ngày 26 tháng 3 cho đến nay đó là gần đúng một tháng. Và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới chính thức lên tiếng thêm một lần nữa, vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập cức rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đập cức xong đó phải đi rửa chân, lẽ ra khi đập cức xong đó phải đi rửa chân. Đến nước như thế này mà vẫn còn bảo thủ quan cố ngụy biện đổ lỗi cho người khác thì tôi nghĩ rằng đó là hai thầy trò này có vấn đề về nhận thức. Sự thật về chùa Ba Vàng đó là lừa đảo bằng tội đại ngôn ngữ và làm tiền. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ hết sức thiếu sạch sẽ của Thượng tọa. Không biết vì nỗi bức xúc gì mà tôi thấy Thượng tọa dùng những từ ngữ nó bốc mùi để nhận xét về một đồng tu của mình. Mà trong kinh nhà Phật thì dạy rằng là người tu hành phải dùng những từ ái ngữ để trao đổi chia sẻ với người khác, chứ không được dùng những cái từ ngữ mà nó thô thiển, nó bậy bạ, xấu xí để mà nói chuyện. Như vậy thì không phải là bản chất của người tu hành. Và dân gian cũng có câu là ăn trầu thì phải bôi vôi, muốn soi người khác hãy coi lại mình. Không biết Thượng tọa có coi lại mình chưa nghe? Thượng tọa có làm những cái chuyện như vậy không mà lên án người ta mạnh mẽ như vậy? Mà tôi quên, cái cách kiếm tiền của Thượng tọa là không có lừa đảo. Thượng tọa chỉ kiếm tiền bằng những cái phát minh rất là sáng tạo, khoa học và hiện đại, như là chuyển khoản, như là app viếng chùa online và hình thức kêu gọi Phật tử đừng có đốt nhang đó. Thấy lấy cái tiền đốt nhang đó để mà cúng cho chùa bằng tiền mặt, khỏi gây khói bụi hư chùa, ô nhiễm môi trường hoặc là độc hại. Rất là khoa học ha, Thượng tọa Thích Chuyển Khoản. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những phút giây trao đổi để thư giãn cùng người chơi, để tạo cho người chơi có cái tinh thần và tâm trạng thoải mái nhất trước khi bước vào cuộc chơi. Và bây giờ là thời gian để chúng ta bắt đầu đi tìm Ai là Tu Hú. Người chơi của chúng ta Thượng tọa Thích Chuyển Khoản đã vượt qua câu hỏi số 12 ở kỳ rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng với Thượng tọa đi đến câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 dành cho Thượng tọa Thích Chuyển Khoản như sau. Thói quen sử dụng dụng cụ hỗ trợ tình dục dẫn đến tình trạng gì? Đáp án A, mất chinh. Đáp án B, không còn áp phê. Đáp án C, mất nết. Đáp án D, mất kiểm soát cô cậu bé. Xin mời Thượng tọa Thích Chuyển Khoản đưa ra đáp án trả lời cho câu hỏi số 13. Và nếu như vượt qua câu hỏi số 13 này thì Thượng tọa Thích Chuyển Khoản sẽ đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 350 củ. Vâng, xin mời Thượng tọa đưa ra đáp án. Bạn sẽ không còn áp phê nữa. Như vậy là người chơi của chúng ta Thượng tọa Thích Chuyển Khoản đã chọn đáp án B, không còn áp phê nữa. Xin Thượng tọa hãy cho biết lý do vì sao mà Thượng tọa chọn đáp án B mà không phải đáp án khác. Các bạn biết đó là một thói quen,
thì các bạn sẽ khó hạnh phúc được với người chồng thật hay là vợ thật của mình. Thì các dụng cụ đó tăng cường cái mức đê mê và thỏa mãn dẫn đến nghiện nhiều hơn là đối với vợ chồng thật. Như vậy khi mà các bạn sau một thời gian chồng đi làm xa về hoặc là vợ đi làm xa về, là vợ qua khỏi cái thời gian bị bầu ý, thì các bạn sẽ không còn áp phê nữa. Lúc đó các bạn sẽ bị nhàm chán đối với người vợ người chồng đó. Đó là những hậu quả và vấn đề thỏa mãn tính dục là bằng các cái dụng cụ hỗ trợ. Còn đối với những người chọn con đường sống single băng hay single dad thì cái phương tiện hỗ trợ này là cần thiết. Tại vì họ không có nhu cầu để lấy chồng với vợ nữa thì họ được người thỏa mãn đó, nó không có tội lỗi gì hết về nhân quả. Vâng, rất cảm ơn Thượng Tọa đã chia sẻ. Tôi thì rất là ngưỡng mộ cái trình độ về tình dục học của Thượng Tọa, rất là thâm sâu, thâm thúy và thâm hiểm, rất là ghê gớm. Cái gì Thượng Tọa cũng biết, cái chuyện vợ chồng chăn gói, cho dù là Thượng Tọa không có vợ và đi tu từ nhỏ. Câu hỏi số 13 này thì người chơi đã chọn đáp án B là câu trả lời. Sau đây là đáp án của chương trình, mời phòng máy. Là B. Xin chúc mừng Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đã vượt qua câu hỏi số 13 và đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 350 củ. Và tiếp theo đây là câu hỏi số 14. Nếu như trả lời được câu hỏi số 14 thì Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản sẽ đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 400 củ. Sau đây là nội dung câu hỏi số 14 dành cho Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản. Yêu cầu quan hệ vợ chồng cần đặt ra quy chuẩn gì? Đáp án A. Tần suất. Đáp án B. Tần số. Đáp án C. Tần tiện. Đáp án D. Không cần quy chuẩn. Xin mời Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đưa ra câu trả lời cho câu hỏi số 14. Yêu cầu quan hệ vợ chồng rất cần phải đặt ra cho một quy chuẩn mà tôi tạm gọi là tần suất. Như vậy là người chơi đã chọn là tần suất, tức là đáp án B. Xin mời phòng máy cho tôi biết đâu là câu trả lời đúng cho câu hỏi số 14. Là B. Xin chúc mừng Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đã vượt qua câu hỏi số 14 của chương trình. Hiện tại Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đang đi đến câu hỏi số 15 và vẫn còn nguyên 4 quyền trợ giúp. Thượng Tọa không có muốn ngưng cuộc chơi quý vị. Thượng Tọa đồng ý đi đến với câu hỏi số 15. Và nếu như vượt qua câu hỏi số 15 thì Thượng Tọa sẽ trở thành người chơi chiến thắng đầu tiên của chương trình, vượt qua 15 câu hỏi và có cơ hội đem về cho mình số điểm thưởng lên đến 500 củ. Vâng, câu hỏi số 15 dành cho Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản có nội dung như sau. Số lần quan hệ vợ chồng dựa theo quy tắc con số mấy? Đáp án A. Con số 6. Đáp án B. Con số 7. Đáp án C. Con số 8. Và cuối cùng là đáp án D. Con số 9. Xin mời Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đưa ra câu trả lời cho câu hỏi số 15. Câu trả lời rất quan trọng, quyết định thắng thua trong cuộc chơi này. Xin mời Thượng Tọa hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra đáp án. Số 9. Vâng, câu trả lời rất ngắn gọn, xúc tích, đó là số 9, tức là đáp án D. Trước khi đến với đáp án của chương trình, thì tôi xin Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản với những kiến thức hiểu biết của mình về môn tình dục học, hãy giải thích cho tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ và những người chưa biết đang thắc mắc tò mò về vấn đề tần suất quan hệ cũng như số lần quan hệ vợ chồng như thế nào cho nó đúng. Xin mời Thượng Tọa giải thích ạ. Yêu cầu quan hệ vợ chồng đó cần phải đặt ra cho một quy chuẩn mà tôi tạm gọi là tần suất. Đang khi trong quan niệm Tây Y đó, thì người ta không kiên cử vấn đề đó. Nếu quý vị hỏi các bác sĩ Tây Y rằng đó là mỗi tháng quan hệ vợ chồng bao nhiêu là vừa, thì họ nói là không có giới hạn gì hết và cũng không hại gì đến thận hay sức khỏe của sự sống. Thì đó là vì họ không nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này. Thì cái công thức nó rất là đơn giản. Tuổi từ 20 đến 29 thì lấy bằng con số 2, 30 đến 39 thì lấy bằng số 3, tương tự là 60 đến 69 là lấy bằng số 6, 70 đến 79 là lấy bằng số 7. Nhân với con số 9, lấy cả con số đầu đó nhân với con số tính thì nó ra hai con số. Con số đầu chỉ cho số tuần,
Còn số sau đó chỉ cho số lần được quan hệ vợ chồng. Xin rất cảm ơn Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đã chia sẻ về những kinh nghiệm quan hệ vợ chồng cho quý vị khán giả ở đây cũng như tôi được rõ. Đó là những kinh nghiệm kiến thức rất uyên thâm uyên bác của Tiến sĩ Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đã tích góp được trong quá trình tu tập và đời sống. Muốn chia sẻ đến mọi người ai có muốn áp dụng trong đời sống vợ chồng của mình thì cứ áp dụng nghe quý vị. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Xin mời phòng máy. Là D. Xin chúc mừng Thượng Tọa Thích Chuyển Khoản đã vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình và trở thành người đầu tiên chiến thắng của chương trình. Xin chúc mừng Thượng Tọa. Và dĩ nhiên Thượng Tọa sẽ đem về số điểm thưởng của mình tương ứng với câu hỏi số 15 là 500 củ. Vâng, tiếp theo đây là phần trao giải cho người chơi chiến thắng. Xin mời bộ phận hỗ trợ mang giải thưởng lên ạ. Vâng, đây là 500 củ khoai từ dành cho Thượng Tọa chiến thắng trong cuộc chơi này. Và tôi nghĩ với số khoai này thì chùa của Thượng Tọa ăn trong cả tháng cũng không hết. Khi nào ăn hết thì quay lại chơi tiếp. Nếu thắng thì chúng tôi sẽ trao thưởng tiếp để chùa Thượng Tọa có khoai để ăn nhé. Kính thưa quý vị, đến lúc này thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Chương trình có rất nhiều người tu nổi tiếng đăng ký tham gia. Xin mời quý vị khán thính giả đón xem các tập tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.